Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với Tâm Tử nha. Như mọi người đang sử dụng Google hiện nay thì như mọi người cũng đã thấy rồi. Thì hiện tại cái giao diện của Google nó không có đơn điệu như trước đây nè mọi người. Thì hiện tại Google đã cập nhật một cái phiên bản mà nói chung là cũng khá ấn tượng mọi người. Từ cái giao diện và những cái hình nền nói chung là khá ấn tượng ha. Theo Tâm là nó khá ấn tượng. Thì khi chúng ta mở cái Google Chrome lên thì mọi người thấy đây là cái giao diện của nó nè mọi người. Có hình nền này kia các kiểu, nó không có đơn điệu như trước đây nữa ha. Nó không có đơn điệu như trước đây là chỉ có một cái chữ Google đơn điệu và cái màn hình trắng ở dưới này thôi. Và hiện tại là mọi người đang sử dụng thì mọi người cũng đang thấy có những hình nền ha. Thì mọi người có khi nào tự đổi hình nền, thử đổi hình nền của nó chưa ha? Những hình nền này nè, mọi người có thể có đổi hình nền nó chưa ha? Thì trong cái video này Tâm sẽ đổi hình nền ha, đổi hình nền của nó và chúng ta cùng nhau khám phá những cái công cụ hỗ trợ cho cái Google Chrome này ha, để đổi hình nền nó thì chúng ta làm như thế nào. Thì mọi người nhìn cuối dưới màn hình nó có một cái bút nè mọi người ha. Thì cái bút này chúng ta để bấm vào đó là chúng ta tùy chỉnh ha. Thì để thay đổi hình nền thì chúng ta bấm vào đây. Đây thịt bút nè mọi người, chúng ta bấm vào đây nha. Thì nó sẽ hiển thị chúng ta một cái giao diện bao gồm bao phần ha. Thứ nhất là phần đổi hình nền, thứ hai nữa là phím tắt và thứ ba nữa là màu sắc và giao diện. Thì đây là cái phần tùy chỉnh trang ha. Thì trong này mọi người nhìn thấy phía bên ô bên trái của chúng ta là nó có những cái ô này chúng ta để chúng ta đổi hình nền nè ha. Chúng ta đổi hình nền. Và đầu tiên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta có thể tải cái hình nền này từ thiết bị chúng ta lên, nghĩa là nếu mà mọi người xài cái máy tính á thì chúng ta sẽ tải cái hình nền này từ cái máy tính chúng ta ha. Thì bây giờ Tâm sẽ thử tải một cái hình nền từ cái máy tính lên trước nha mọi người. Thì đây là cái đầu tiên nhất, thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta tải một cái hình nền ở trong thiết bị, tức là trong cái máy tính nha. Hiện tại Tâm đang xài máy tính thì tức là tải từ máy tính nè, bấm vào đây. Thì đây chúng ta sẽ vào đây cái phần trong cái máy tính của Tâm nè ha. Thì trong này nó có cái phần mục hình nền nè ha. Thì Tâm sẽ chọn một cái hình nào trong đây. Thì nói chung mọi người máy tính chúng ta thích cái hình nền nào thì chúng ta chọn thôi. Thì bây giờ Tâm sẽ chọn một cái hình nền ngẫu nhiên ha. Bây giờ bấm ra chọn cái hình nền này. Rồi bấm phanh lên. Đây mọi người. Thì khi chúng ta chọn bằng cái cách mà chúng ta chọn tải hình nền lên từ thiết bị á, thì ngay lập tức là khi chúng ta chọn một cái hình nền ha, thì nó sẽ tự động cập nhật lên cái trang Google chúng ta luôn mọi người ha. Hình nền này đúng là thích hợp với ngày mưa luôn ha mọi người. Bây giờ Tâm sẽ tắt xuống nè, nhưng mở lại nha mọi người. Đây nó vẫn hiển thị lại cái hình nền mà chúng ta vừa cập nhật lúc nãy ha. Thì bây giờ chúng ta tiếp theo cái bằng nữa là chúng ta vào cái chỗ bút này. Thì bên đây nó đang hiển thị cái chỗ là chúng ta tải lên từ thiết bị là chúng ta vừa cập nhật xong ha. Đây kế bên là cái phần này là không có hình nền, thì có nghĩa là khi chúng ta bấm vào đây là cái hình nền nó trắng ha mọi người. Nó rất đơn điệu nè, đây nó rất đơn điệu. Bây giờ bấm xuống nè, đây đúng là cái này là cái giao diện như lúc ban đầu mà những cái phiên bản trước đó của Google mọi người. Thì mọi người xài Google là mọi người rất là dễ nhận ra. Thì đây là cái phiên bản như lúc ban đầu. Đây là chỉ có một chữ Google và một cái nền trắng rất là đơn điệu ha. Thì hiện tại thời điểm này là Google nó đã cập nhật lên ha, cập nhật lên một cái phiên bản hiện tại bây giờ là có hình nền đầu, chúng ta nhìn nó bớt đơn điệu hơn ha. Và tiếp theo chúng ta lại quay vào tùy chỉnh nè. Thì ở đây là cái phần bên tay phải chúng ta là những cái hình nền, đây hình nền trong máy không mọi người. Hình nền này là Google đã tích hợp sẵn cho chúng ta. Đây những phần bên đây thì ví dụ như mọi người chọn đây là nó không có hình nền này. Bây giờ chúng ta muốn chọn hình nền mà hình nền từ trong ứng dụng của Google thì chúng ta bấm vào đây. Thì khi chúng ta chọn vào cái phần phong cảnh này thì nó sẽ sổ chúng ta một cái bảng rất là nhiều hình nền trong này luôn mọi người ha. Thì riêng về phần phong cảnh thì nó rất là nhiều hình được Google tích hợp trong đây. Nói về phong cảnh nó rất hình rất đẹp luôn mọi người. Thì chúng ta cứ dò xuống đây chúng ta chọn hình nền thôi, nó cũng rất đơn giản nè, rất nhiều cả một xin danh sách dài luôn mọi người. Thì chúng ta thích cái hình nền nào thì chúng ta bấm vào đó. Thì khi mà chúng ta bấm vào thử bấm vào cái hình nền thì mọi người nhìn nó phía bên ngoài nè mọi người ha, đã được cập nhật rồi. Chỉ cần tới đây chúng ta bấm chữ xong cái nữa là
kết thúc cái quá trình chúng ta làm ha. Thì tấm thấy như mày nó cũng có rất là nhiều hình nền đẹp nè ha, những cái công cụ mà Google tích hợp sẵn cho chúng ta ha. Thì hôm nay trong cái video này thì mọi người với Tâm tìm hiểu xem những cái công cụ này nó phát huy tác dụng như thế nào để khi mà chúng ta điều chỉnh ha. Thì có thể chỉnh qua bấm qua hình nền này, thì khi chúng ta bấm qua hình nền này thì nó lại chuyển qua hình nền khác ha mọi người. Thì hôm nay nó chỉ dạy trong phần này thôi. Từ phía bên ngoài cũng vậy, hiện tại chúng ta đang ở phần phong cảnh nè ha. Còn bây giờ chúng ta không có muốn chọn những cái hình trong phong cảnh này thì chúng ta có thể bấm ra ngoài, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta tiếp tục chọn vào hình họa tiết nè. Thì nó lại đưa chúng ta đến một cái giao diện khác ha. Đây mọi người. Đây, nó đã load lên được ha. Load nó hơi chậm mọi người do cái đường truyền của nhà Tâm có thể nó đang chậm cho nên nó load lên những cái hình ảnh này hơi chậm ha. Đây là những họa tiết mà được tích hợp sẵn nè mọi người. Thì anh chị em nào thích cái họa tiết ha, thì có thể chỉnh vào đây. Thì trong video này chủ yếu là Tâm giới thiệu những cái công cụ tích hợp sẵn trong đây với mọi người thôi. Có thể anh chị em nào chưa biết thì có thể tham khảo ha. Thì thực tế có khi chúng ta sử dụng rồi chúng ta cũng không cần tìm hiểu trong đây chi. Mà chính vì chúng ta không tìm hiểu cho nên có những cái nhiều khi chúng ta rất là đơn giản nhưng mà chúng ta chưa biết tới nha mọi người. Thì hy vọng là cái video này sẽ phần nào giúp ích cho anh chị em nào nếu mà cần thay đổi những hình ảnh trong đây ha, có thể tham khảo ha. Đây là những cái phần, những cái hình ảnh được tích hợp sẵn trong phần họa tiết. Thì khi mà mình muốn ra ngoài thì nó bấm nút trở ngược ra. Thì những trong đây còn phần cuộc sống và trái đất thì nó cũng vẫn tương tự thôi mọi người. Thì đối với những có những cái chủ đề nào thì nó sẽ có những hình ảnh phù hợp cho chủ đề đó ha mọi người. Đây là trong cuộc sống nè. Mỗi người có mỗi cái ý thích khác nhau và do đó thì Google sẽ tích hợp cho chúng ta rất nhiều cái tùy chọn để chúng ta chọn lựa. Khá phong phú không ạ? Khá phong phú và khá đẹp ha. Trong phần trái đất cũng vậy. Ở dưới này còn phần nghệ thuật, cảnh quan và hình học còn rất là nhiều ở dưới đây luôn mọi người ha. Còn những nhiều ở đây luôn nè. Thì do cái máy tính của Tâm cái đường truyền nó hơi chậm cho nên là nó load những cái hình ảnh lên ha, có kích thước mà mọi người cũng thấy là những hình ảnh này nó có chuẩn HD nó rất là đẹp cho nên là cái nó load lên là khá hơi chậm ha mọi người. Là cảnh biển rất là nhiều, nói chung là chúng ta thích cái nào thì chúng ta bấm chọn vào đó và tiếp tục chúng ta bấm xong là xong. Bấm vào xong là nó sẽ kết thúc cái quá trình của chúng ta. Nốt lên khá chậm mọi người thông cảm nha. Do cái đường truyền mạng nhà Tâm nó hơi chậm chút xíu. Bây giờ Tâm sẽ chọn một cái hình phong cảnh ha, để mình chốt cái vấn đề hình nền ở đây ha mọi người. Rất là nhiều hình rất đẹp luôn mọi người. Bây giờ Tâm sẽ chọn cái hình này ha, hình có bông hoa nè. Rồi tới đây mình coi như là mình kết thúc cái phần chọn hình nền ha. Phía bên này có cái chỗ là phím tắt nè mọi người. Phím tắt là chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ tạo một cái phím tắt ở trên màn hình desktop chúng ta ha. Còn nếu mà chúng ta không muốn thì chúng ta bấm vào đây ha, nó sẽ không hiển thị loại tắt trên trang này. Và tiếp theo là cái phần màu sắc và giao diện nè mọi người. Thì ở đây mọi người đang thấy nó đang tích chọn vào cái phần màu xám và nền màu xám trắng ha, trắng xám đây. Thì mọi người nhìn ở trên đây nè, đây nó có hai màu, màu trắng và màu xám nè mọi người. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn vào những cái ô này nó sẽ thay đổi cái thảm trên này á ha. Bây giờ Tâm sẽ chọn vào kế bên cho mọi người xem nha. Đây mọi người thấy nó thay đổi theo không? Thay đổi chỗ này, tiếp theo là bên đây. Thì những cái màu này nó không có thay đổi rõ ràng nên mọi người hơi khó nhìn và bấm những cái màu sau này mọi người thấy nó rất là rõ đây.
Đây, hai cái màu này nó tương phản với nhau, mọi người thấy ha. Đó. Màu mặc định của nó là màu trắng xám như ban đầu, thì chúng ta thích màu nào chúng ta chọn màu đó thôi ha. Trắng, trắng vàng nè. Cái màu này rất là, chúng ta nhìn đây, mọi người nhìn đây, dấu cộng này nó thay đổi liền, mọi người nhìn ha. Có những cái màu này, chẳng hạn như màu phía dưới này nè, mọi người nhìn nó thấy nó rất là rõ luôn ha mọi người. Đó, chúng ta thích cái nào thì chúng ta chọn vào đây thôi. Đây là những công cụ mà Google tích hợp cho chúng ta để chúng ta thay đổi nha mọi người. Đó là sơ qua những cái bước mà chúng ta có thể thay đổi được. Thì bây giờ tâm trả lại mặc định của nó là màu trắng xám đây. Hình nền thì chúng ta đã chọn đây rồi ha. Thì tiếp theo mình bấm vào nút xong là kết thúc cái quá trình mà chúng ta có thể thay đổi được cái giao diện hình nền và những cái tông màu ở trên này ha, và tạo cái phím tắt. Thì phím tắt cái chỗ này, mọi người thấy cái dấu cộng chỗ này, bây giờ tâm chỗ tắt cái đó rồi thì phím tắt cái lỗi tắt chỗ này nó không còn nữa mọi người. Nó là lỗi tắt, mọi người khi mà mọi người bật cái Google lên, mọi người thấy có dấu cộng, cái dấu cộng chỗ này nè, đó là chỗ tạo lỗi tắt á. Khi mình bấm tắt cái đó đi, tắt lỗi tắt đi thì nó sẽ mất cái dấu cộng chỗ này mọi người. Thì nói chung là chỉ vậy thôi, mọi người cần thay đổi thì mọi người vào cái dấu chỗ này là và làm những cái quá trình mà như tâm vừa thao tác lúc nãy mọi người. Thì video cũng kết thúc ở đây luôn ha mọi người. Thì hy vọng là video này sẽ giúp ích cho anh chị em nào chưa biết ha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi video trên kênh Tâm Tưởng nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.